Chúng ta lại tiếp tục câu chuyện về Nga và Ukraine Cách đây khoảng hơn 30 năm Thì chúng ta biết rằng có rất nhiều người Việt Nam qua bên Ukraine để du học Bởi vì lúc đó Ukraine là một thiên đường Rất giàu có Rất tiềm năng rất triển vọng và nhiều người Việt đã qua đó mở cơ sở làm ăn à, Trong đó có một tỷ phú Việt Nam chúng ta đã từng mở một cái nhà máy sản xuất mì sợi ở bên đó thời điểm đó thì nhiều người việt qua học ở thành phố odessa như mình đã đưa tin trong video clip trước đó là học rất là nhiều cái chuyên ngành khác nhau trong đó có chuyên ngành về về hàng hải về đóng tàu vân vân và vân vân và các ngành khoa học khác cũng có luôn tại sao một cái nước rất giàu có như ukraine sở hữu rất nhiều đầu đạn hạt nhân vân vân và vân vân nhưng hôm nay lại rơi vào cái tình cảnh này và hiện tại ông zelensky đã biết đường tức là có dấu hiệu cầu cứu không phải cầu cứu Mỹ nữa mà cũng chẳng phải cầu cứu phương Tây mà bây giờ đang cầu cứu Trung Quốc đó là ở một cái hội thảo diễn ra tại Davos Thụy Sĩ thì ông Zelensky ông có tha thiết mời gọi nhưng Trung Quốc vẫn dưng và ông thủ tướng Trung Quốc lúc đó cũng không muốn gặp ông Zelensky trong khi thủ tướng của chúng ta thì vẫn gặp một cách bình thường đúng không ạ điều này chứng tỏ là gì chúng ta biết sẽ nói cái gì khi mà gặp ông zelensky còn bây giờ nếu như ông thủ tướng à, của trung quốc mà ngồi nói chuyện với ông zelensky thì nói cái gì bây giờ trong khi nga và trung quốc gần như là đôi bạn thân mà bây giờ ngồi nói chuyện với ông zelensky thì ông thủ tướng trung quốc sẽ nói cái gì và ông zelensky sẽ nhờ vả cái gì và liệu trung quốc sẽ phản ứng ra làm sao cho nên là ông thủ tướng lý khắc cường là ông chấp nhận là không có gặp ông zelensky ukraine tha thiết mời gọi nhưng trung quốc dửng dưng tại davos nó mới diễn ra cách đây và thủ tướng phạm minh chính của chúng ta đã có mặt cũng đã có mặt tại đó trong khi kiev cố gắng duy trì sự hỗ trợ của quốc tế cho nước này trong cuộc xung đột với nga thì lãnh đạo ukraine nêu rõ tên một quốc gia mà ông muốn tham gia vào nỗ lực hòa bình đó là china gia tăng áp lực lên bắc kinh đồng thời mạnh nhất của moscow có vẻ là chủ đề chính trong cuộc hội thảo luận của tổng thống ukraine ông zelensky và các quan chức khác tại hội nghị thường niên của diễn đàn kinh tế thế giới tại Davos thụy sĩ trong tuần này ở đó thì ông zelensky nói với các phóng viên rằng ông rất là muốn trung quốc tham gia vào kế hoạch hòa bình của ukraine bộ trưởng ngoại giao ukraine cho biết nước này muốn tiếp xúc nhiều hơn với trung quốc ở mọi cấp độ Interfax Ukraine đưa tin Chánh văn phòng tổng thống Ukraine để ngỏ khả năng ông Zelensky gặp trưởng đoàn Trung Quốc bên lề hội nghị. Tuy nhiên, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường rời Davos Thụy Sĩ mà không hề gặp ông Zelensky. Thế thì thế thì chúng ta đã thừa biết là Trung Quốc và nghe là đôi bạn thân, mình nói là đôi bạn thân. Cho nên ông Zelensky sẽ rất khó có cửa để mời gọi Trung Quốc tham gia vào đàm phán hòa bình. Từ khi nó có những cái điều khoản gì đó mà thứ nhất là có lợi cho Trung Quốc. Thứ hai là nhiều khi Trung Quốc muốn vào đàm phán thì cũng phải được nghe gật đầu. Ông Lý nói đến việc giải quyết xung đột trong bài phát biểu dài khoảng 25 phút tại hội nghị mà tập trung chủ yếu vào nền kinh tế Trung Quốc không hề nhắc tới chuyện Nga và Ukraine. Năm ngoái, các quan chức Trung Quốc có nhiều nỗ lực để thể hiện mong muốn trở thành một bên hòa giải cho cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng Bắc Kinh có thể coi thời điểm này chưa phải lúc để họ tận dụng mối quan hệ thân thiết với Nga, nhất là theo các điều kiện của Ukraine. Trung Quốc cho rằng họ đã đóng một vai trò quan trọng trong việc hướng tới hòa bình. Đó là phiên bản hòa bình của Trung Quốc, không phải điều mà ông Zelensky muốn thấy. Bà Yun giám đốc chương trình Trung Quốc thuộc Trung tâm Nghiên cứu Washington tại Washington nhận định Năm ngoái sau khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có cuộc trao đổi với ông Zelensky lần đầu tiên sau 14 tháng xung đột bắt đầu Bắc Kinh cử một đặc phái viên tới Kiev và Moscow Trung Quốc đã đưa ra đề xuất hòa bình của riêng họ khác với kế hoạch hòa bình của Ukraine Nói thiệt, Ukraine muốn hòa bình bằng cách là gì? Nga phải trả lại hết toàn bộ lãnh thổ Tức là rút quân về hết Rồi trả lại luôn bán đảo Rim Thì chuyện này chỉ có thể là nằm mơ Tức là bây giờ Ukraine đang ở một cái kèo dưới Mà đòi gọi là những cái quyền lợi Giống như là 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 ký một cái hiệp định gì đó Bắt Nga phải ngồi vào bàn đàm phán Và phải trả hết lại toàn bộ lãnh thổ Ở đâu ra quý vị cái Thường thường cái nước nào mà nó đánh được rồi Nó chiếm được rồi thì rất khó có chuyện nó trao trả lại, rất khó. Bận tâm tới Trung Đông. Giờ đây, giới phân tích cho rằng những gì diễn ra ở Davos cho thấy Trung Quốc đang chờ đợi để xem còn nỗ lực nào có thể kết thúc cuộc xung đột hay không. Trong bối cảnh tình hình chiến trường Ukraine đang bế tắc và không bên nào có dấu hiệu lùi bước, trong khi đó cuộc xung đột lớn ở Trung Quốc đang gây chú ý toàn cầu. Trung Quốc trước đây có thể muốn đóng vai trò hòa giải vì không muốn nghe thua quá nhiều. Nhưng giờ đây nguy cơ đã, đã giảm nhiều, Trung Quốc có nhiều động lực hơn để tiếp tục quan sát diễn biến chiến trường trong thời gian tới. Điều sẽ tạo nên nền tảng cho bất kỳ cuộc đàm phán hòa bình nào. Theo nhà nghiên cứu này, Mỹ đang bị phân tâm bởi tình hình giải Gaza và nguồn lực dành cho Ukraine ngày càng hạn chế, khiến tình hình chuyển sang hướng có lợi cho Nga. Trung Quốc cũng có ít lý do để thúc đẩy một nền hòa bình như phương Tây và Ukraine mong muốn. Trong khi Thủ tướng Lý Thác Cường tập trung bàn về kinh tế ở Davos, thì ngoại trưởng vương nghị tập trung vào giải gaza tức là họ chia nhau hết rồi tại cairo đầu tuần này ông vương đưa ra tuyên bố chung với liên đoàn ả rập để kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức và toàn diện ở giải gaza ông vương kêu gọi triệu tập một hội nghị hòa bình quốc tế với quy mô lớn hơn có thẩm quyền hơn và hiệu quả hơn kèm theo thời gian biểu cụ thể để triển khai giải pháp hai nhà nước cho israel và palestine cái chuyện hai nhà nước israel và palestine đã, đã tồn tại hàng trăm năm nay rồi nhưng mà vấn đề là bây giờ Israel nó không muốn luôn, nó kêu nó khả năng là nó nó không muốn sự tồn tại của nhà nước Palestine tức là nó muốn dẹp luôn. Chưa rõ Trung Quốc có ảnh hưởng đến mức nào trong khu vực để có thể đóng vai trò mạnh mẽ như vậy. Nhưng việc thành lập một nhà nước Palestine độc lập cùng tồn tại với nhà nước Israel là phù hợp với chính sách ngoại đối ngoại lâu nay của Bắc Kinh, nhưng mà bây giờ Israel nó không chịu luôn. Vậy đó. Theo các nhà phân tích trong cuộc xung đột này Trung Quốc có cơ hội trở thành nhà lãnh đạo quốc tế thay thế Mỹ đặc biệt đối với nam bán cầu nơi nhiều quốc gia cho rằng chính sách của Mỹ phá vỡ sự ổn định quá nhiều sự thất vọng và tức giọng toàn cầu đã chuyển sang cuộc xung đột ở Gaza đó là nơi Trung Quốc có thể ghi điểm bằng cách khẳng định à, đó là nơi Trung Quốc có thể ghi điểm bằng cách khẳng định vai trò thúc đẩy đối ngoại và ngoại giao đối thoại và ngoại giao Hội nghị hòa bình mà Thụy Sĩ tổ chức tại Davos theo yêu cầu của ông Zelensky dự kiến sẽ thu hút các nhà lãnh đạo thế giới thảo luận về cách chấm dứt xung đột khi đó nó sắp bước sang năm thứ ba, tức là cuộc chiến giữa Nga và Ukraine sắp bước sang năm thứ ba. Ông Zelensky gọi là sự kiện nơi mà tất cả các quốc gia tôn trọng sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine đều được chào đón tham dự. Khi được hỏi lời mời có được gửi tới Bắc Kinh hay không, Bộ Ngoại giao Trung Quốc từ chối trả lời trực tiếp chỉ cho biết lập trường của Trung Quốc là tập trung vào việc thúc đẩy các cuộc đàm phán vì hòa bình và ủng hộ bất kỳ nỗ lực nào vì hòa bình. Trong ngoặc kép. Đến nay Nga chưa có đại diện tham gia bất kỳ cuộc đàm phán hòa bình quốc tế nào trong số 4 cuộc được tổ chức. Trong số đó Trung Quốc chỉ tham dự hội nghị diễn ra tại Ả Rập Xê Út. Chừng nào Nga không chấp nhận thì bất kỳ điều gì diễn ra tại hội nghị hòa bình đều không có nhiều ý nghĩa. Trung Quốc sẽ không ủng hộ những điều kiện mà Nga phản đối bà xin đánh giá như vậy thì chúng ta thấy rằng Trung Quốc hiện tại đã giảm đi được cái nỗi lo là sợ nghe thua Bởi vì sao? Bởi vì tình hình thực tế uh, trên chiến trường nghe Ukraine Chúng ta nhìn thì chúng ta thấy có thể là Ukraine đang bị thất thế Nhưng mà Nga cũng tổn thất không kém Tuy nhiên để tiếp tục thì Nga nó vẫn có một cái một cái lợi thế hơn là bởi vì thứ nhất Mỹ đã quá mệt mỏi với cuộc chiến Ukraine Thứ hai, vấn đề của ông Zelensky là bây giờ ông đã mất phương hướng. Ông cầu cứu hết chỗ này tới chỗ khác. Cho nên đây là một cái biểu hiện mà các nước phương Tây nó sẽ nhìn vào Ukraine. Và nó cho rằng Ukraine không phải là một đất nước và có một cái người lãnh đạo mà nó nó, nó, nó có thể dựa dẫm vào để tiếp tục nó bơm vũ khí đạn dược cho Ukraine. Như vậy thì NATO đã tổ chức một cái cuộc tập trận với quy mô lớn hơn 90.000 quân và binh sĩ để làm gì quý vị? Phía sau đó nó còn có một âm mưu nữa Mà âm mưu này là âm mưu gì chúng ta sẽ nói ở video clip sau Cho nên là NATO và Ukraine tức là phương Tây bây giờ đang bi quan một cách thái quá Để thể hiện một cái mưu đồ về mặt chính trị mà mua đồ đó là gì? Quý vị thử đoán xem nó có liên quan tới ông Trump. Quý vị thử đoán xem đó là mua đồ gì? Chúng ta tiếp tục với câu chuyện về Nga và Ukraine. Trung Quốc hiện tại bây giờ đang một có một mối thân tình với Nga. Và mình đoán rằng Trung Quốc sẽ không đưa ra bất kỳ một cái phương án giải quyết gì cho cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine cho tới khi Nga và Trung Quốc có một cái sự nói chuyện thỏa thuận với nhau về một điều gì đó và trung quốc bây giờ đây là cái thời điểm rất thuận lợi để trung quốc có thể gây một tiếng vang và ghi một cái số điểm ở trên hầu hết các mặt trận bởi vì sao thứ nhất là trung quốc khỏi phải lo vấn đề đài loan à, nếu mà muốn áp sát cứ áp sát cứ cho một ít quân cứ bay qua bay lại đó không phải là vấn đề lớn trung quốc tại trung quốc coi như là đài loan đã định sẵn sớm muộn gì cũng sẽ lấy lại cho nên là Trung Quốc sẽ tạm gác Đài Loan qua một bên Mà Trung Quốc sẽ tập trung vào vấn đề ở đâu Thứ nhất đó là ở giải Gaza Nơi mà có nhiều quốc gia Hồi giáo đang tập trung để đánh Israel Như vậy thì bây giờ Trung Quốc muốn gây một cái số điểm nhất định tại giải Gaza Thì nếu như mà để hòa giải, hòa bình Nếu mà phải lựa chọn Trung Quốc phải lựa chọn tham gia vào một cái hội nghị hòa bình quốc tế một bên là hòa bình giữa Nga và Ukraine và một bên hòa bình ở khu vực Trung Đông. Thậm chí là ở Yemen Biển Đỏ luôn. Thì chúng ta thừa biết Trung Quốc sẽ chọn làm trung gian hòa giải ở khu vực Trung Đông, sẽ lấy lòng được rất nhiều quốc gia hồi giáo và trong đó có cái khối Palestine, cái khối và đặc biệt đúng là lấy lòng được có thể lấy được cảm tình của Hamas nhưng mà sẽ không làm hài lòng Israel Bởi vì Israel là thuộc về Mỹ Đúng không ạ? À? Israel là thuộc về Mỹ Israel là coi như là là Giống như là con cưng Mà nhiều khi là hơn con cưng của Mỹ nữa Như vậy thì Trung Quốc nếu như phải ngồi vào bàn đàm phán Được mời làm một cái trung gian đàm phán Thì nhiều khả năng Trung Quốc sẽ chọn Ở mặt trận Giải Gaza Bởi vì nơi đó là nơi ghi được điểm nhiều Và lấy được lòng của hầu hết các quốc gia Hồi giáo đó hoặc là mặt trận ở chiến trường yemen nhưng mà ở yemen thì khó bởi vì sao mỹ vẫn còn hiện diện ở đó và cuộc chiến nó vẫn còn đang diễn ra bây giờ cái nơi mà người dân đang cầu thị có sự xuất hiện của trung quốc để mà can thiệp để mà ngừng chiến hoặc là đứng ra nói một cái lời nào đó nào đó nào đó thì đó là ở gaza chứ không phải ở nga và ukraine <laughs> bởi vì sao trung quốc thì cũng sẽ giống như nga bây giờ muốn đàm phán giữa Nga và Ukraine Thì bây giờ mời Trung Quốc Cũng không ăn thua Trung Quốc chắc chắn là cũng sẽ Nói với Nga là gì Ừ bây giờ ông Zelensky Ông muốn mời tôi vô để tôi đàm phán hòa bình Thì uh, ngài thấy làm sao Tức là hỏi ông Putin kia. Chuyện này thì uh, không cần anh phải bận tâm anh cứ đi lo cái cái chuyện Đài Loan, cái chuyện anh nên tập trung vào. Nhiều khi ông ông tập ông hỏi ông Putin đó, sau ông Putin ông nói là tôi thấy anh nên tập trung vào giải quyết hòa bình ở israel và hamas nay hơn bởi vì sao bởi vì nơi đó anh sẽ ghi được số điểm tối đa trong mắt của những cái nước trung đông rồi nhiều khi là anh được mua dầu với cái giá rất là mềm xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với hầu hết các nước quốc gia hồi giáo trong đó trong đó sao trong đó là có ai cập nè jordan nè rồi rất là nhiều cái quốc gia trong cái khối đó họ sẽ rất là thích anh và anh có thể đầu tư rồi làm rất là nhiều chuyện với những quốc gia đó. Anh cũng đừng bận tâm là Israel nó sẽ ghét anh. Bởi vì sao? Israel là tương đương với Mỹ. Tương đương ở đây có nghĩa là cùng một phe với Mỹ đó. Và khi mà tham gia vào giải quyết vấn đề ở Trung Đông ổn thỏa. Vấn đề giải quyết gia ổn thỏa. Thì đồng nghĩa với Trung Quốc cũng lại ghi điểm với Iran. Ghi điểm với Yemen. Đúng không ạ? Thì Trung Quốc nó giống như là chúng ta đi thi thi tốt nghiệp mà chúng ta học thêm cái bộ môn điện hay chụp hình hồi xưa mà được cộng điểm quý vị được cộng tối đa là hai điểm thì trung quốc giải quyết xung đột ở gaza được á là được cộng điểm tối đa và nhiều khi không phải thi tốt nghiệp được chuyển thẳng lên vô đại học luôn quý vị ví dụ vậy hoặc là chuyển thẳng qua úc đi qua mỹ đi du học luôn cái kiểu vậy đó chứ còn bây giờ ông zelensky mà kêu trung quốc ngồi vào bàn đàm phán để để làm trung gian hòa giải giữa nga và ukraine thì cái chuyện này là cái chuyện không thể xảy ra nó là thừa thải đối với Trung Quốc Và nó chẳng có lợi gì hết Chẳng có một cái lợi ích gì Và giải quyết xong thì sao <laughs> Nhiều khi mất lòng nghe nữa Mất lòng muốn tin nữa Và vấn đề thứ hai Mỹ đã suy yếu Ở mặt trận Ukraine Suy yếu lực lượng rồi Bây giờ Mỹ Một mặt là ngưng tài trợ cho Ukraine Một mặt khác là kêu mấy nước NATO phương Tây đó, thôi các em uh, cố gắng ủng hộ urina được gì ủng hộ chứ bây giờ anh mỹ nó không nói là nó hết sức nhưng mà nó cũng phải bảo tồn những cái vũ khí súng ống đạn dược của nó và bây giờ nó sẽ không tài trợ nữa mà nó sẽ bán mà chúng ta biết rằng cái số lượng tên lửa tomahawk của mỹ là bắt đầu đang đang đếm lùi có nghĩa là theo như báo chí đăng bây giờ nó còn khoảng hình như khoảng ba ngàn rưỡi quả tức là nó để nó dự trù và để nó sản xuất ra nhiều hơn nữa để tiếp tục nó bán. Và bây giờ Mỹ phải phải phòng thân, Mỹ là phải phòng thân. Tuy nhiên, ông Biden vừa rồi ông nói với Quốc hội Mỹ là Mỹ và thế giới phải trả một cái giá rất đắt nếu như mà Quốc hội không thông qua một cái ngân sách quốc phòng để tài trợ cho Ukraine. Nhưng thực tế phía sau đó nó chứa chất một cái âm mưu mà như theo một số báo chí À, quốc tế họ đưa tin phía sau đó phía sau cái việc kêu gọi ủng hộ vũ khí cho ukraine chứa chất một âm mưu mà âm mưu này cũng đến từ các quốc gia nato điều này có nghĩa là chính quyền ông biden và khối nato trong đó có bao gồm luôn là đất nước đức đang thổi phồng lên một cái câu chuyện nhằm để đánh lạc hướng dư luận và tập trung vào không phải câu chuyện của ukraine tức là họ tập trung vấn đề đó không phải để giải quyết xung đột giữa nga và ukraine mà họ đang muốn giải quyết một vấn đề khác vấn đề đó là gì chúng ta sẽ gặp lại nhau ở video tiếp theo cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe và nếu như có bình luận gì hay ho chúng ta cứ thả ở bên dưới nhé